Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường được gọi là chung cư mini, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong hoạt động quản lý xây dựng công trình này. Đây là thông tin được Bộ Xây dựng cho biết vào tối 25 tháng 10 nhằm thực hiện công điện số 991 CDTTG ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại các khu công nghiệp có mật độ người ở cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Đối với các tỉnh thành khác, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra theo hướng dẫn và báo cáo kết quả trong tháng 12 tới để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Ngoài mục đích kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thông qua thanh tra, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý loại hình nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật phù hợp với thực tế hiện nay. Bộ Xây dựng cho biết, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 121/NĐ-CP, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP và nay là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng đã tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh đầy đủ các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực xây dựng công trình nói chung, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng, trong đó có loại hình nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều hộ ở tại khu vực đô thị. Từ việc cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thi công, quản lý chất lượng, cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm có liên quan. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ở một số địa phương tại khu vực đô thị hoặc các khu dân cư gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, nên các hộ gia đình cá nhân đã thực hiện xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở hoặc xây dựng nhà ngăn phòng cho thuê để ở không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Các công trình xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng không phép, sai phép, xây dựng nhà ở không đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, tự ý thiết kế nâng tầng, bố trí nhà ở thành nhiều căn hộ nhằm mục đích cho thuê, mua bán, chuyển nhượng. Thực trạng trên đã dẫn đến nhiều hệ lụy như gia tăng mật độ dân số, gây quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông, không bảo đảm vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, phá vỡ quy hoạch, xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện giữa người mua và người bán do không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, đặc biệt là vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư. Ghi nhận từ VnExpress, tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư vỡ mộng về mức lợi nhuận và tiềm năng lãi vốn khi chi cả chục tỷ đồng mua chung cư mini. Điển hình như trường hợp của ông Trung, người dân quận Cầu Giấy, khi vài tháng nay, ông Trung liên tục gửi nhiều môi giới giao bán tòa chung cư mini diện tích gần 60m² ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Tòa nhà của ông có 8 tầng, bố trí khoảng 20 phòng, đang được chào bán 10,5 tỷ đồng. Nhà đầu tư này cũng cho hay giá này đã giảm 500 triệu đồng so với giá ông mua cả tòa vào giữa năm ngoái. Tin vào lời giới thiệu là tòa nhà sẽ đem lại dòng tiền ổn định, tỷ suất lợi nhuận khoảng 10%, tương đương với khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Ông đã không ngần ngại vay ngân hàng một nửa căn nhà để đầu tư, dự tính doanh thu cho thuê mỗi tháng thừa trả khoản gốc và lãi vay. Tuy nhiên, hiện nay ngay cả những tháng lấp đầy 100%, số tiền ông thu được về thực tế chỉ trên 60 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản gốc và lãi trả ngân hàng, lãi còn lại dưới 5%. Nếu giao khoán cho đơn vị thứ ba, ông sẽ mất thêm khoản phí bằng 30% khoản thu mỗi tháng. Trường hợp khác của chị Tú, quận Long Biên. Mặc dù không có sẵn nguồn vốn lớn, nhưng chị vẫn quyết định góp 2 tỷ đồng đầu tư chung một tòa chung cư mini 7 tầng trên khu đất rộng khoảng 50m², giá gần 8 tỷ đồng ở Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Được môi giới quảng cáo dòng tiền gần 500 triệu đồng một năm cùng với tiềm năng lãi vốn gấp 2 lần sau khoảng 3 năm, chị và những nhà đầu tư khác không ngần ngại chốt luôn dự án. Tuy nhiên đến gần đây, chị lại muốn chuyển nhượng căn nhà để xoay sở lại vay ngân hàng, nhưng nhóm bạn đầu tư không đồng ý vì hiện bán không được giá, thậm chí phải cắt lỗ. Trong khi đó, việc khai thác cho thuê cũng chưa ổn định nên dòng tiền chị thu về không đủ trả lãi ngân hàng.
Thời gian gần đây, các loại hình tòa chung cư mini được giao bán ồ ạt ở cả các quận trung tâm và khu vực vùng ven Hà Nội. Nhiều tòa nhà mới xây đã đầu tư nội thất đầy đủ. Những tòa có diện tích 50 đến 100 m2, cao từ 5 đến 8 tầng, được giao bán giá 6 đến hơn 10 tỷ đồng, tương đương 130 đến 160 triệu đồng mỗi mét vuông. Khi chào bán những căn nhà này, môi giới thường quảng cáo mức tỷ suất sinh lời từ khai thác cho thuê từ 7 đến 10% mỗi năm. Đơn cử như tòa chung cư mini ở Xuân Phượng, quận Nam Từ Liêm có diện tích hơn 116 m2, xây 7 tầng, 29 phòng, được giao bán giảm giá gần 1 tỷ, còn 18,6 tỷ đồng. Môi giới quảng cáo, nếu tự vận hành, khách mua có thể thu được dòng tiền 140 triệu đồng một tháng, tương đương tỷ suất lợi nhuận 8,6% một năm. Hay một tòa chung cư mini nằm gần đường Phạm Văn Đồng, diện tích 60 m2, cao 5 tầng, được quảng cáo đem lại dòng tiền hơn 700 triệu đồng một năm cho 13 phòng. Môi giới cho biết, chủ nhà còn tặng cho khách chốt một xe ô tô, nếu không lấy xe thì chiết khấu vào thẳng giá bán 10,5 tỷ đồng. Theo ông Hòa, một người đang đầu tư và vận hành một chung cư mini tại Mễ Trì cho hay, những con số về dòng tiền cho thuê luôn được các môi giới tô hồng quá mức, lợi nhuận được quảng cáo có thể đạt trên dưới 10%. Theo ông, con số quảng cáo là mức lý tưởng khi tòa nhà được lấp đầy 100%, đồng thời chưa tính nhiều khoản chi phí như quản lý, vận hành, bảo trì, phí môi giới trả cho người tìm kiếm khách thuê. Chuyên gia bất động sản độc lập, ông Lê Quốc Kiên thừa nhận, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đã phải giao bán lại các tòa nhà chung cư mini vì vỡ mộng lợi nhuận cho thuê. Các nhà đầu tư này chủ yếu rơi vào các nhóm đối tượng đầu tư mới, thiếu kinh nghiệm nên rơi vào bẫy lợi nhuận của đội chào bán. Theo ông, bản chất của các tòa chung cư mini là dạng nhà riêng lẻ chia phòng cho thuê, được kỳ vọng đem đến hai nguồn lợi nhuận là phần tăng giá của bất động sản trong dài hạn và thu nhập từ cho thuê hàng tháng. Cũng theo ông Kiên phân tích, trong một khoảng thời gian ngắn hạn, giá không phải lúc nào cũng tăng nếu bất động sản không nằm ở khu vực có thay đổi lớn về hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch hay thay đổi hành chính như từ huyện lên quận. Do đó, ở những khu vực không có biến động nói trên, để đạt kỳ vọng lãi vốn, nhà đầu tư cần theo dài hạn ít nhất 10 năm mới thấy mức tăng rõ rệt. Về dòng tiền cho thuê, các thông tin chào bán của môi giới thường dễ gây hiểu lầm về doanh thu thật và thu nhập bỏ túi. Việc sử dụng đơn giá cho thuê ảo với tỷ suất lấp đầy 100%, lờ đi tất cả chi phí phát sinh như khấu hao tài sản, bảo trì, quản lý, quảng cáo, sẽ cho doanh thu cao hơn nhiều so với thu nhập thực tế. Ông Kiên cho biết thêm, với chung cư mini, doanh thu thật được xác định bởi nhiều yếu tố, giá cho thuê do chính nhà đầu tư khảo sát, số lượng chính xác từng loại phòng, không phải giá một phòng cao nhất rồi nhân tổng số lượng và khả năng lấp đầy của từng phân khúc 60-95%. Cộng mức để tính lợi nhuận khai thác là doanh thu theo đơn giá, nhân với tỷ lệ lấp đầy trung bình, trừ đi chi phí quản lý vận hành và khấu hao. Trường hợp nhà đầu tư tự khai thác kinh doanh, toàn bộ lợi nhuận chính là thu nhập thực tế bỏ túi. Nếu nhà đầu tư giao khoán cho đơn vị chuyên khai thác cho thuê, lợi nhuận tiếp tục phải chia thêm cho bên thứ ba, thường bằng 20-30% nguồn thu cho thuê mỗi tháng. Ông Phạm Đức Toản, nhà sáng lập EZ Property cũng có cùng quan điểm với chuyên gia Lê Quốc Kiên. Ông Toản cho biết, nhiều nhà đầu tư tuy sẵn khoản vốn lớn nhưng do ít kinh nghiệm nên dễ dàng rơi vào bẫy lợi nhuận của bên bán. Trừ trường hợp nhà đầu tư có sẵn quỹ đất để xây nhà cho thuê, trường hợp mua cả tòa nhà rồi kỳ vọng lợi nhuận cao hơn lãi gửi ngân hàng thì dễ vỡ mộng. Lý do là giá đất ở khu vực trung tâm hiện nay đều neo ở mức cao, trong khi vốn bỏ ra cho một tòa chung cư mini xây mới thường trên chục tỷ đồng. Với nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính, lấy thu nhập cho thuê để bù lãi vay, chỉ cần tỷ lệ lấp đầy phòng dưới 70%, mọi tính toán sẽ bị đổ vỡ. Theo ông Toản, trường hợp rủi ro nhất là đầu tư chung, nếu nhà đầu tư tài chính mỏng, áp lực lãi vay thì khi muốn bán cũng khó rút chân nếu tất cả nhóm đứng tên sổ đỏ không đồng ý. Nhà sáng lập EZ Property nhìn nhận, nhà đầu tư cần tỉnh táo trong những cuộc chơi do người khác dẫn dắt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.